Rồi, chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với một chiếc máy cơ bản trượt, rất là cơ bản thôi. Nhưng mà đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Tại vì tôi vừa xem trong danh sách video clip phát hiện ra là trong tất cả những cái danh sách máy mà tôi đã từng up đến các anh các chị thì cái máy cơ bản trượt có thể nói là tốt nhất tại thời điểm hiện tại mà đang được trưng bày tại Đại Phúc Vinh CNC chi nhánh Hà Nội thì lại tôi chưa có một cái clip nào giới thiệu qua với các anh các chị một cách chi tiết. Chính vì vậy là tôi xin phép được làm cái video clip ngắn này để gửi đến các anh các chị cái thông tin chi tiết về chiếc máy cơ bản trượt mã hiệu T320 của thương hiệu Hontech anh chị nhé. Đó. Thì như anh chị đều biết là hiện tại thì Đại Phúc Vinh CNC có khá là nhiều các cái mẫu cơ bản trượt khác nhau với cái dài hành trình từ 1m6, 2m6 đến 3m2. Đấy, và trong các cái dòng 3m2 thì chúng tôi có hàng của Trung Quốc và hàng của Đài Loan. Thì T320 cũng không phải là cái bản cao cấp nhất của Trung Quốc, nhưng nó là cái phiên bản cao cấp nhất mà được khuyến nghị sử dụng. Với cái phiên bản T20 mà anh chị đang nhìn thấy trên màn hình thì chúng tôi đã cung cấp cho rất là nhiều các cái công ty lớn và đặc biệt là các khách hàng ở Hải Phòng và Nam Định rất là ưa chuộng cái mẫu cơ này. Mặc dù chi phí để đầu tư cho mẫu cơ này nó sẽ cao hơn một số các cái mẫu khác như là ST320A, nhưng mà qua cái thời gian xài sử dụng thì cho thấy là đúng là hàng Trung Quốc của chúng ta thì cứ tiền nào của đấy anh chị ạ. Thì đầu tiên tôi xin phép được đi một vòng quanh cái cưa đấy, để anh chị có cái nhìn tổng thể về chiếc máy. Sau đó là chúng ta sẽ đi vào từng cái chi tiết cụ thể đấy, của máy để xem là có cái gì hay, có cái gì dở. Đấy, như anh chị thấy là khi mà tôi đi một vòng quanh máy thì tất cả các cái chi tiết thiết kế nó rất là thanh thoát, nó gọn gàng đấy, chứ nó không rườm rà, nó không nhiều gọi là hoa lá cảnh quá lắm. Nhưng mà có một cái hay là tất cả các cái chi tiết thiết kế được làm rất là chỉnh chu, đâu ra đấy. Ngay kể cả cái thước mà kê phôi ở đây thì anh chị cũng thấy là cái hệ thước được vẽ các cái tọa độ rất là cẩn thận chỉnh chu. Đó, nó không như là các cái dòng thấp hơn mà chúng ta chỉ thấy nó chỉ là một cái thanh nhôm ở trên đó thôi. Đấy. Còn bây giờ tôi sẽ đi vào từng cái chi tiết cụ thể, ví dụ như là hệ điều khiển của máy. Thì tất nhiên rồi, tại cái vị trí mà dễ tác động nhất, đây chúng ta sẽ có một cái công tắc mà dừng khẩn cấp. Đấy, trong trường hợp anh chị thi công thì nếu như mà có việc gì khẩn cấp hoặc là cần dừng máy ngay lập tức thì anh chị có thể lấy ngay cái đầu gối của mình huých vào đây. Đấy, hoặc thò tay xuống vào đây là chúng ta sẽ có một cái động tác tắt máy rất là nhanh. Đúng không ạ? Và đấy, thì bây giờ chúng ta tiếp theo đó là chúng ta sẽ có hai nút khởi và hai nút tắt. Đây là của lưỡi mồi, đây là của lưỡi chính. Đấy, và ở đây thì chúng ta có thêm một cái điều khiển nữa là điều khiển lên xuống của lưỡi chính anh chị nhé. Anh chị lưu ý là chúng ta lên xuống điện lưỡi cưa là lên xuống lưỡi chính thôi. Đấy. Còn đây là một cái đèn báo nguồn và cái góc độ của lưỡi cưa đang nghiêng bao nhiêu độ hoặc là vuông là do cái này. Và để điều khiển được cái độ nghiêng đấy chúng ta có cái tay quay đây. Đấy, chúng ta sẽ quay. Đấy, có một hướng thì đấy, quay theo cái hướng đó thì cái đồng hồ độ đây là sẽ hiển thị cho anh chị biết là cái góc cưa nghiêng hiện tại của nó. Trên mặt bàn thì chúng ta có cái cữ chặn phôi. Đấy, để cho nó ổn định phôi trong cái quá trình mà chúng ta cưa, chúng ta cắt. Thước định vị 45 độ. Đấy, thước bên phụ. Đấy, sẽ khi mà chúng ta cắt bao nhiêu là chúng ta định vị bằng cái thước này. Như tôi đã nói rõ là cái thước này luôn phải thẳng và vuông góc với cả cái thước trên. Đây, thước trên đây anh chị nhé. Rồi. Một cái thước trên rất là đầy đủ và cũng có cả cái phóng đại để chúng ta có thể nhìn vào số nó dễ hơn. Và cái độ dài tối đa mà thước có thể kéo ra được là 3m45 anh chị ạ. 3m45. Đấy, thoải mái luôn. Nói chung là chúng ta cũng chả có cái tấm ván nào mà nó dài đến cái mức đấy đâu. Dài 2m8 là dài lắm rồi. Đúng không ạ? Đấy. Thì có một thông tin để anh chị tham khảo về cái sự chắc chắn trong các cái vận hành của chiếc máy này. Đó là cái trọng lượng của cái T320 này.
nó nặng hơn cái mẫu ST320 mà rất là thông dụng với anh chị, 100 kg anh chị nhé. Nặng hơn 100 kg là cả một vấn đề đấy, chứ không phải là cái việc bình thường đâu. Đấy, và cái hệ khung đỡ này, đấy, nó cũng chắc hơn rất là nhiều so với các cái dòng rẻ tiền hơn. Thì điều này có lợi gì? Điều này có lợi là anh chị thấy là đặc biệt trong cái khu vực phía Bắc của chúng ta thì rất là nhiều các xưởng chúng ta kết hợp giữa làm ván công nghiệp và gỗ tự nhiên. Thì khi mà chúng ta xử lý cái phôi gỗ tự nhiên thường là rất nặng. Đấy, khi mà chúng ta tì một cái lượng hàng nặng lên trên cái cánh gà như thế này thì theo thời gian nó sẽ làm cho nó sệ xuống, và từ đấy nó làm vênh cái mặt bàn này. Đấy, khi mặt bàn mà đã không còn cái độ khít và phẳng thì anh chị có cắt kiểu gì thì cũng không thể thẳng được anh chị nhé. Mình có điều chỉnh lưỡi cưa các kiểu thì cũng không thể thẳng được. Thì đây là một cái chi tiết mà rất là nhiều anh chị khi mà mình mua cưa mà mình không để ý. Anh chị chỉ quan tâm đến cái giá tiền của máy, nhưng mà không biết rằng là cái việc mà khi mà mình thi công những cái hàng nặng như thế thì cái việc có một cái khung chắc chắn như chiếc máy T320 này là một cái điều cực kỳ có lợi anh chị nhé. Đấy, nó sẽ quyết định xem là cái máy của anh chị có dùng được lâu dài hay không, hay là được hơn một năm sau thì suốt ngày phải đi chỉnh, mặc dù là trông có vẻ thẳng rồi nhưng mà khi cắt lên nó vẫn không thẳng. Đấy, tủ điện của máy thì được giữ rất là kín ở trong này. Chia sẻ thật với anh chị là khi mà tôi nói tiền nào của đấy thì nó đúng đến từng chi tiết nhỏ anh chị nhé. Khi mà người ta làm tủ điện này, đấy, rất là kín kẽ, rất là khó để có thể mở ra, đấy, để gây tác động vật lý bên ngoài vào. Rồi, vừa có đang nói chuyện với các anh các chị thì tôi có điện thoại cho nên nó hơi bị gián đoạn chút, anh chị thông cảm. Đó, thì tôi có nói qua là cái tủ điện của máy thì tôi đã mở ra rồi, và cái độ chỉnh chu, cái đẹp rồi là cẩn thận trong cái việc lắp đặt hệ thống điện của máy là không thể chê vào đâu được anh chị nhé. Đấy, rất là tốt. Ở đây thì chúng ta có hai cái phím xoay để chúng ta điều khiển và điều chỉnh cái lưỡi mồi. Đấy, và có một cái dụng cụ để tháo dao ở ngay đây, tháo lưỡi không phải dao. Thì với cái phiên bản rẻ hơn thì chúng ta sẽ có một bình dầu ở đây để chúng ta bơm tay luôn, nhưng mà phiên bản này thì chúng ta lại không có bình dầu anh chị ạ. Nhưng mà đây, nếu mà tủ máy thì sẽ có khóa hẳn hoi. Đấy, khi mà mở khóa ra anh chị thấy là ngay kể cả đây cũng có công tắc hành trình. Đấy, nó sẽ rất là tốt cho cái việc mà bảo vệ cho sức khỏe của chúng ta. Tại vì nhiều khi có những anh thợ anh ẩu quá mà máy đang chạy anh ra anh mở khoang máy. Đấy, thì khi anh mở này thì nó sẽ ngắt luôn. Đấy, ở trong này thì vẫn có hai cái motor như một clip trước đây tôi đã quay rồi, nên không quay lại nữa. Đó, tổng là hơn 6 ký tất cả, 5,5 ký cho lưỡi chính và 0,75 cho lưỡi mồi. Đấy, thông tin cơ bản thì vẫn vậy thôi. Đấy, chủ yếu là giới thiệu với anh các chị là cái độ vững chãi với cái đường nét thi công cũng như là cái hoàn thiện của chiếc máy phải nói là rất là đáng để ưng ý. Đây chính là cái lý do tại làm sao những cái doanh nghiệp mà khi mà tiềm lực vốn nó không khó khăn quá thì người ta luôn luôn đầu tư một chiếc máy như thế này, Hontec T320 anh chị nhé. Đó, thì trong cái quan điểm của tôi thì đây là một trong những chiếc máy mà đáng để đầu tư nhất cho cái dây chuyền sản xuất ván công nghiệp của chúng ta. Đấy, tất nhiên là nếu như mà về kinh tế thì nó không được thuận tiện lắm, tại vì giá của nó rất là vẫn còn khá là cao so với các mẫu khác. Nhưng mà cũng chia sẻ thêm với anh chị là hiện nay Đại Phúc Vinh CNC đang có cái chính sách giá mới và có thể nói là cực kỳ dễ tiếp cận đối với tất cả các cái dòng máy cưa bàn trượt và dán cạnh của chúng tôi. Thì để biết thêm thông tin chi tiết về các cái chương trình đó, anh chị vui lòng liên hệ với cả hotline đang hiện trên màn hình, tôi sẽ trả lời trực tiếp các anh các chị. Rồi, xin cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi cái video clip giới thiệu chiếc cưa Hontec T320 của tôi. Rất hy vọng được phục vụ các anh các chị trong tương lai gần. Xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị. Xin cảm ơn.